Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được tiếp chuyện với nam ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn về những cái đề tài mà khá gọi là thân mật, mà tôi nghĩ rằng là hôm nay mới được cơ hội ngồi nói chuyện one on one nên sẽ có một số câu hỏi thì có thể các nữ khán giả ái mộ tiếng hát của nam ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn sẽ muốn biết nhiều hơn. Nên trong cái vai trò của một người talk show host ngày hôm nay thì chị Tô Uyên sẽ đảm nhận cái vai trò đó và sẽ hỏi Huỳnh Phi Tiễn một số câu hỏi mà có thể một số khán giả của Phi Tiễn sẽ thắc mắc. Chào em, khỏe không Huỳnh Phi Tiễn? Em rất là khỏe hôm nay chị Tô Uyên. Nhưng mà trước hết là em muốn gửi lời chào đến chị và các khán giả của đài SBTN, of course, and Tô Uyên Show. Thank you so much. Lần nào mà được nói chuyện với chị em cũng I'm a little nervous nhưng mà very excited. Me too. I'm nervous too, as usual, yeah. As always. Nhưng mà chị nhớ lần trước là chị em mình nói chuyện là có thêm một số ca sĩ khác. Nên chị tôi không được cái cơ hội để mà làm một cái talk show one on one tra tấn em one on one. So hôm nay chị sẽ được cái hân hạnh đó và sẽ được tra tấn nam ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn về đời tư, về sự nghiệp, về học vấn, đúng không? Phi Tiễn. Trước hết thì chị tôi muốn nói là chúc mừng đến Phi Tiễn một cái dự án vừa mới hoàn tất xong. Cái dự án này chị thấy cái tên nó cũng rất là không biết là tôi nói sao, rất rất là đau thương. Xin yêu tôi bằng tình người. Em thất tình hả? Lúc mà em đang quay bài này, em có thao bài này, em có bị thất tình trong cái giai đoạn đó hay không? Cảm ơn chị Tô Uyên giới thiệu cái project này của em. Nhưng mà đối với em thì em nghĩ trong cuộc sống, dù mình trong một cái khoảng thời gian nào, dù trong lịch sử hay là trong quá khứ, trong tương lai hoặc là trong hiện tại ngay bây giờ, thì cái tình người là quan trọng nhất. Dù nếu mà người ta không có thương mình bằng một cái tình yêu thì tình người vẫn được trân quý. Cho nên Phi Tiễn cảm thấy bài hát này rất là có giá trị đối với tất cả những người nghe. Khi mà Phi Tiễn thâu cái nhạc phẩm này thì cái giai đoạn đó, những cái cảm xúc của Phi Tiễn, những cái feelings thì đang nghĩ về ai hay là đang nghĩ về chuyện gì? Mình nghĩ về tình người giống như là Phi Tiễn đã kể cho như vậy. Cho nên, but beyond that, thì mình cũng phải thức tình chút xíu. Nhưng mà đối với Phi Tiễn thì mình focus on cái cũng như là cái dynamic của cái song thôi. Như là nó lớn nhỏ hoặc là nó cái cảm xúc của mình nó cái experience nó phải liên hệ đến cái bài hát. Cho nên thì cảm thấy thì cái bài hát này nó cũng rất là lạ. Cho nên khi mà được chọn hát bài hát này thì Phi Tiễn cũng rất là thấy vinh dự. Khi mà Phi Tiễn nói đến nhạc phẩm này rất là lạ, riêng em thì em nghĩ tại sao nó rất là lạ riêng đối với em? Bởi vì thường thường mình những bài hát mà mình biết được thì là tình yêu đôi lứa. Nhưng mà tình yêu này có vẻ cũng là tình yêu đôi lứa nhưng mà nó không có được trọn vẹn. Cho nên đã vô tình đòi hỏi cái tình yêu của tình người. Cái đó nó quan trọng lắm, đúng cho không? Cho nên nếu mà không có được tình yêu đôi lứa thì hãy xin yêu tôi bằng cả tình người. Trong 4 tháng vừa qua thì Tiễn qua bên Cali này để mà học hỏi thêm với những anh chị cũng như là chị Lâm Thúy Vân, những lời nói mà chị Vân nói cho mình thì mình phải ráng trân quý, mình giữ nó. Hoặc là anh Hồ gọi mình ra, anh Hồ chỉ điểm một cái gì đó thì Phi Tiễn phải trân quý nó và phải nhớ lại coi mình cái lỗi của mình để mình sửa được. Cho nên trong vòng 4 tháng nay Phi Tiễn cảm thấy Phi Tiễn học được, học hỏi được rất là nhiều. Và với cái CD đầu tay thì Phi Tiễn cũng đã học hỏi thêm cái cách hát ở trong phòng thâu. Nó có khác lắm, nó khác một chút xíu thôi. Nhưng mà khác như thế nào? Thì mình phải hát cho nó, tại vì trong phòng thâu mình có thể nghe tất cả các lỗi của mình, không phải như là hát live. Hát live thì nếu mà cậu của mình có bị cái gì đó vấn đề chút xíu thì mình có thể mình không nghe được, khán giả có thể không có nghe được, không có thể bắt được. Nhưng mà trong phòng thâu mà mình thở chặt thôi mình cũng đã bắt được cái lỗi của mình ngay. Nhưng mà Phi Tiễn cũng đã nói với khán giả nhiều lần đó là tuy là nó có khác nhưng mà khi mà mình trở về vấn đề của một bài hát thì nó phải có một cái tâm hồn trong đó, phải gọi là có hồn của bài hát. Thì
rốt cuộc thì cái đó là yếu tố đầu tiên, yếu tố là quan trọng nhất tới cuối cùng của một bài hát thì phải có hồn. Cho nên khi mà mình hát mà cho nó đúng đi nữa thì những cuối cùng cái final product thì nó phải có một cái hồn của một bài hát riêng. Cho nên cái đó là cái sự giống nhau của hát live và hát ở trong phòng đầu. Nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay thì up close and personal thì tôi được hỏi nhiều câu hỏi, nó có thể là nó hơi bí mật hay là nó hơi riêng tư một chút. Nói đến riêng tư thì không biết là em đi xa đi nhiều như vậy, không biết bạn gái có cảm thấy buồn hơn hay không, bởi vì không có mặt gần, không có mặt nhiều với người bạn gái của mình. Oops. Em có bạn gái không vậy? Neither confirm or deny. Cái đó câu trả lời mà ai cũng trả lời. Neither confirm or deny. Okay, so that's first personal question. You don't have to answer that. I'm taken but available. Theo chị, tôi được biết là bên châu Á có nhiều người đàn ông, người ta nói rằng là khi mà đi ra ngoài ban đêm, người ta nói rằng là tôi là MBA. Em có biết MBA là gì không? Em không biết chị. MBA, cái chị mới hỏi bạn chị, ủa MBA là gì? Họ mới nói, oh, married but available. Married but available, that's not good. So, if it's not taken but available, same with MBA. Okay, good to know, right? Câu hỏi thứ nhì là khi mà bận rộn như thế này thì công việc học của Phi Tiễn như thế nào? Nói chung mùa học này thì Phi Tiễn lấy lớp online để mà keep cái student status, tại vì Phi Tiễn có tới hai project lần, một project mình vừa làm xong. Nên nếu mà trả lời câu hỏi này thì có lẽ là Phi Tiễn bật mí hơi nhiều, nhưng mà bây giờ thì Phi Tiễn đang làm một cái project mới nữa và nó có thể là nó cũng rất là hấp dẫn, cho nên hấp dẫn in what way? Trong những bài tình ca rất là thấm thiết mà Phi Tiễn đã làm được chắc cũng gần phần nửa rồi. Cho video hay DVD CD. Yeah, so rất là hồi hộp nhưng mà Phi Tiễn cũng không có dám promise anything, không biết là chừng nào nó sẽ hoàn thành. Tại vì hòa âm toàn là mới hết. Và nói đến là Phi Tiễn khi mà Phi Tiễn nói hòa âm toàn là mới như thế nào? Cũng như là những bài hát này là đã được các ca sĩ ngày xưa cũng như là Thanh Phong hay là Bác Văn Tử đã hát rất là xưa, trước 75 lần. Nên bây giờ là được một người hòa âm, Phi Tiễn sẽ không có bí mật đúng không? Mật. Nhưng mà sẽ hòa âm để mà cho nó được mới mẻ thêm và nó sâm túc hơn một chút xíu và nó có vẻ là tình. Không có nghĩa là Phi Tiễn sẽ hát hay hơn những người trước 75, nhưng mà Phi Tiễn sẽ đang cố gắng. Có một cái style riêng của Phi Tiễn. Đúng vậy. Nó tình nhưng mà nó sang. Nên là có thể như vậy. Phi Tiễn cũng không biết là nó sang được bao nhiêu. Nhưng mà đó là một cái project mà Phi Tiễn đang cố gắng làm. Và trong 4 tháng qua thì Phi Tiễn vừa làm cái project này và cũng tập của cái project kia. Cho nên vừa học ở trên online và để keep cái student status của mình. Nên Phi Tiễn cũng không biết là cái sự nghiệp ca hát của Phi Tiễn nó đi đến đâu. Nên dù sao đi nữa thì Phi Tiễn cũng cảm thấy là cái sự học vấn của mình nó vẫn còn quan trọng lắm. Cho nên Phi Tiễn và sẽ đeo đuổi theo mãi mãi chứ muốn không. Sẽ là bác sĩ mà đúng không? That's what you said the last time I remember, right? Đừng nói như vậy để bà con lại bệnh thì lại gọi Phi Tiễn. Yes. Và chị tôi sẽ gọi em là người đầu tiên cho chị một cái gọi là một cái prescription đem đi ra lấy thuốc antibiotics. Là chị tôi quyền mà gọi Phi Tiễn là Phi Tiễn chỉ hát được thôi. Không biết cho em hát là chị có ngủ được hay không, mất công chị lại thức nguyên đêm, chị chán, chị buồn. Nhưng mà tôi thắc mắc là Phi Tiễn định cư tại Mỹ được bao lâu rồi? Phi Tiễn định cư ở Mỹ được gần 18 năm rồi. Và lúc mà em qua Mỹ hồi đó chắc em còn nhỏ. Cũng còn nhỏ. Nhưng mà tại sao vẫn giữ được tiếng Việt mà sống bên Arizona hay vậy? Cảm ơn chị Tô Quyên và cảm ơn quý vị khán thính giả đang lắng nghe cái lời khen này. Nhưng mà Phi Tiễn cảm thấy là tiếng Việt của mình cũng không có giỏi lắm đâu. Đặc biệt nhất là khi nào Phi Tiễn viết văn. Thì Phi Tiễn viết còn rất là sai chính tả. Better than me, I know for sure. No, nhưng mà Phi Tiễn vẫn cố gắng để mà học hỏi từng ngày. Tại vì Phi Tiễn cũng ráng đọc những cái cuốn sách mới của Tự Lực Bằng Đòn. Phi cũng không có dám khoe khoang lắm, nhưng mà Phi Tiễn cảm thấy những lời văn trong đó giúp đỡ cho Phi Tiễn rất là nhiều. Cho nên Phi Tiễn cũng ráng thôi.
chứ cũng không phải là giỏi đâu. Riêng với Phi Tiễn thì tại sao em lại thích đọc những chuyện văn của Từ Lực Văn Đoàn? Why them? Đối với Phi Tiễn thì Phi Tiễn cảm thấy là khi mình viết văn mà nó không có bị phụ thuộc vào một cái chế độ nào thì Phi Tiễn cảm thấy nó hay ho hơn, nó không có bị gò bó. Thì Phi Tiễn là một người tự do, muốn hát gì thì hát, muốn nói gì thì nói. Thì phật lòng rất là nhiều người nhưng mà cũng có thật ý. Đó hả? Đúng vậy. Nhưng mà mình cũng làm cho vừa ý rất là nhiều người, cho nên mình làm bạn được, mình làm mà mình tiếp được những cái người bạn rất là tốt. Vì mình biết những người đó cùng sở thích với mình và cùng cái tánh tình với mình, cho nên những người mà họ không có ưa thích thì họ không cần làm bạn. Còn những người mà ưa thích mình với cái phong cách đó thì họ làm bạn với mình rất là vững bền, rất là lâu. Cho nên Phi Tiễn cảm thấy đó là một điều rất là quan trọng, là mình phải thẳng thắn, phải ngay thẳng với nhau. Bởi vậy người ngoại quốc người ta có câu là honesty is the best policy, đúng không? Absolutely. Tại vì cái đó nó tối mình về mình ngủ ngon hơn. Đúng vậy.